loại một người. Đến cuối người thắng cuộc nhận được 10.000 đô. Vòng này cuộc thi được tăng độ khó lên, yêu cầu phải dùng những món đồ kim loại trên bàn, chọn một trong ba để tạo ra một chiếc dao theo phong cách của mình. Thân dao có độ dài từ 14 đến 16 inch. Độ dài tổng không được vượt qua 22 inch, vẫn là 10 phút thiết kế, 3 tiếng để rèn. Bạn có suy nghĩ gì về quy tắc mới không? Nói ở phần bình luận nhé. John rất bất ngờ vì những nguyên liệu trên bàn. Cuối cùng anh chọn máy cắt cỏ ốc vít và dao cùn. Ba loại này là nguyên liệu rất dễ kiếm. Anh định làm dao kết hợp giữa Mercetti và Kukri. Loại dao này rất thích hợp để chặt. Xem ba loại nguyên liệu mà Ilya lấy nhé. Đừng thấy anh này ít kinh nghiệm, thực ra tư duy của anh ta rất rõ ràng. Mọi thứ đều được anh ta sắp xếp ổn thỏa. Ilya cũng định làm dao Kukri. Michael lấy gậy thép, gậy để bẩy và dao cùn. Anh muốn làm dao chém lớn kiểu như Kukri, nhưng đường dao không được cong quá, nó sẽ đi xuống dần khi đến mũi dao. Michael cũng là người rất gì và này nọ, quán quân mấy tập trước đều đến từ xưởng của anh, chẳng trách anh tự tin như vậy. Team bên này thì lấy ba món kéo, kìm và cưa. Ông thấy dao Bowie của mình trông khá nghệ, quả nhiên dao Bowie đến muộn nhưng không vắng mặt. Chương trình không có dao Bowie thì không hoàn hảo. Bây giờ thì công cuộc rèn chính thức bắt đầu. John bỏ ốc vít vào lò nung ra nhiệt, đồng thời cắt máy cắt cỏ ra các miếng có kích cỡ tương tự, rồi xử lý lưỡi dao của cưa, mài cho lưỡi cưa bằng phẳng, cắt thành các miếng có kích cỡ tương tự, như vậy thì sẽ dễ rèn hơn, tránh việc giữa các lớp sắt có không khí và vật tạp. John là một người chú trọng tiểu tiết, sau đó là Mikio, anh cũng xử lý lưỡi cưa trước rồi mới xử lý các nguyên liệu khác. Ngón tay của Michael chạm phải máy mài, chạm trực tiếp luôn. Phải nhắc nhở mọi người động tác này rất nguy hiểm, đừng làm theo nhé. Khi team nung hết nguyên liệu rồi, quá trình rèn cũng yêu cầu rất nhiều về thể lực của ông. Ilya vừa hàn vừa tăng nhiệt cho nó, giám khảo không thích hành động này lắm. Quả nhiên tư duy của đại thần rất khó hiểu. Thời gian còn 2 tiếng, mọi việc tiến triển cũng thuận lợi. John lúc trước còn đang hoàn thành phôi dao trước mà bây giờ phải làm lại từ đầu. Ilya bắt đầu những hành động siêu khó hiểu, đổ nước lên đài nghiên, dùng nước để loại bỏ không khí và tạp chất trong kim loại. Không hổ là Ilya phép thuật. Thời gian của vòng này còn 30 phút nữa, mọi người đều đang điều chỉnh tiến độ. Michael chậm nhiều quá, nhưng theo tiết tấu của anh thôi thì cũng ổn, khả năng chịu áp lực ổn đấy. Khi Michael cuối cùng cũng tạo ra kích cỡ như ý muốn thì anh bắt đầu mài thân dao. Lúc này ở bên team không thể không nói, chắc do có tuổi rồi nên cánh tay hơi không nghe lời. Ông toàn đập sắt bằng niềm tin. Thời gian còn 20 phút, tiến độ của Ilya khá ổn. Anh dùng cách ướp lạnh để định hình sau đó bắt đầu mài. Với sự kiên trì của team, thân dao đã được hoàn thành. Tuy thân dao rất nhỏ nhưng đạt tiêu chuẩn. Cũng dùng cách ướp lạnh để định hình, cuối cùng John đã nung kim lại xong. Vẫn chưa thỏa mãn, đập một cái anh lại phải bắt đầu lại từ đầu. Anh ta chỉ có thể làm cho có cái mà nộp thôi. Hết giờ, mọi người mang sản phẩm của mình đến chỗ ban giám khảo để nhận kết quả. Đầu tiên, dao của Ilya về tổng thể thì khá ổn, nhưng thân dao có vẩy, có nhiều vết nứt và lỗ hổng. Sau đó là dao của Michael, thân dao được thiết kế khá tốt, anh suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng thân dao hơi cong. Sau đó là dao của Tim, giám khảo rất thích tinh thần không nản chí của ông, còn John thì vì không hoàn thành đúng giờ vậy nên bị loại. John không hoàn thành được tác phẩm, đây còn là lần đầu tiên tham gia cuộc thi, nên giám khảo chỉ có thể để anh về nhà thôi. Hết duyên với 10.000 đô rồi, thời gian vòng 2 vẫn là 3 tiếng, thí sinh có thể tiếp tục hoàn thiện dao và tu sửa thân dao. Sau đó họ phải làm tay cầm, giám khảo sẽ làm một bài thử để sau đó loại tiếp một người. Michael thực sự là một người rất tỉnh táo, anh chọn nguyên liệu xong là bắt đầu làm, ban đầu có thể nói là rất thuận lợi. Sau đó Ilya định đục lỗ trên cán dao, dùng đinh đồng để cố định, dùng mũi khoan để đục lỗ. Thế nhưng trong hiện thực luôn có những điều ngoài ý muốn xảy ra. Đầu mũi khoan không đục được lỗ, Ilya chỉ có thể dùng dây thừng để cố định tay cầm thay đinh đồng. Tim mài dao cho thành hình, tay phải vẫn ảnh hưởng đến khả năng phát huy của ông. Thế nhưng Tim không hổ là Tim, ông rất kiên trì, tiếp tục cố gắng. Thời gian còn 90 phút, Ilya dùng dây chun cố định tay cầm dao đến khi keo cây cố định. Vừa tháo dây chun ra thì tôi đã thấy anh ta hơi bị đẹp. Quả nhiên Ilya có phép thuật, Michael hoàn hảo, gặp chuyện rồi. Anh không để ý nên tay cầm gãy rồi. Sau một vài giây hoảng loạn, Michael bắt đầu cấp cứu cho dao. Anh bôi keo nước lên hy vọng có thể giữ đến khi hết bài thử. Ilya bắt đầu làm phép cho giai đoạn khác. Anh dùng bút sáp để vẽ hoa văn lên thân dao, sau đó anh dùng một dung dịch để vẽ hoa văn lên đó. Mong chờ thành phẩm của Ilya lắm nhé. 10 phút còn lại mọi người đều đang làm công việc cuối. Tim vẫn đang đấu tranh với dây thừng. Cuộc thi kết thúc, Ilya rất hài lòng với tác phẩm của mình, còn thân dao của Tim thì còn chưa cố định, mũi dao không được mài kỹ, xem ra chỉ có thể hoàn thành bài thử nhờ vận may thôi. Bây giờ sẽ là phần thử dao. Đầu tiên là chặt dừa để kiểm tra độ mạnh. Michael là người đầu tiên thực hiện. Giám khảo đưa dao lên chém 3 quả dừa một cách nhẹ nhàng. Sau khi chặt được 3 quả dừa, thân dao vẫn hoàn hảo, rất sắc bén. Mỗi tội tay cầm có hơi lung lay. Sau đó là Tim thực hiện thử thách. Giám khảo cầm dao phung về phía quả dừa, cuối cùng chỉ chặt được 2 quả, thông qua thử thách một cách an toàn. Cuối cùng là Ilya cũng thuận lợi chặt được 3 quả. Thế nhưng mũi dao anh bị mẻ mất một miếng nhỏ, có 2 vết nứt, thân dao hơi cong. Sau đó là bài kiểm tra độ bén. Người đầu tiên vẫn là Michael. Giám khảo cầm dao của anh ta chặt cuốn danh bạ điện thoại, có hơi tốn sức, độ bén vẫn còn kém lắm. Người thứ hai là Tim, hoàn toàn không chặt ra được. Thân dao có phần lồi, dao không đủ sắc bén. Cuối cùng là lượt của Ilya, cắt được một phần nhưng không đủ sắc, thân dao có vết nứt. Cuối cùng vì lưỡi dao của Tim chưa được xử lý xong, nên ông chỉ có thể về nhà trong nối tiếp. Ilya và Michael làm thử thách cuối, bọn họ có hoàn thành được việc rèn khiên không?
khiên có từ thời tiền sử, nó là vũ khí dùng để phòng chống các loại vũ khí. Qua các thời đại, nó phát triển, thay đổi nguyên liệu tạo hình. Đến thời Trung Cổ, nó phát triển thành một vũ khí có thể tấn công được, thậm chí còn có thể thu phục kẻ địch ngay lập tức. Rất phổ biến trong các trò chơi online. Vòng thứ 3 yêu cầu họ về xưởng của mình, dùng thời gian 5 ngày tạo ra một chiếc khiên thẳng, phải có gai nhọn dài 23-25 inch. Ở giữa ít nhất phải có một chiếc gai 5-7 inch. Hơn nữa độ sâu của khiên rơi vào khoảng 2,25-3 inch. Bạn nghĩ ai sẽ giành được giải thưởng 10.000 đô đây? Hãy cùng đoán ở phần bình luận nhé. Ngày đầu tiên, Ilya về địa bàn của mình, anh rất hưng phấn, cả người tràn đầy linh cảm, rất có năng suất. Khi thiết kế tay cầm, anh gặp phải vấn đề, phải đánh cong tay cầm có hơi mất sức. Michael về cửa hàng, lòng tin tăng lên gấp bội, anh nhanh chóng làm được mô hình đại khái của tấm khiên. Nhưng anh vui sớm quá, việc rèn khiên không dễ như vậy. Hôm sau Ilya giải quyết vấn đề phần bảo vệ tay, bắt đầu lắp ráp hoàn thành phần gai nhọn. Ilya hoàn thành xong gần hết rồi, đến khi làm nóng rồi hạ nhiệt thì có vấn đề. Xem chỗ Michael nhé. Đầu tiên là làm mềm hóa nguyên liệu, nhưng hiệu quả không được lý tưởng lắm. Michael làm lại từ đầu mà thời gian chỉ còn một ngày cuối cùng. Độ cong của khiên của Ilya làm anh ta rất hài lòng. Sau đó anh bắt đầu mài, lắp ráp. Không hổ là người đàn ông có phép thuật, anh còn có thời gian để thử. Kết quả khá ổn, Michael bắt đầu lắp ráp. Càng sốt ruột thì càng dễ gặp vấn đề. Cuối cùng anh ta hoàn thành chiếc gai một cách điên rồ. Qua 5 ngày làm việc, Ilya và Michael về trường quay cùng với tác phẩm của mình. Ilya làm khiên hỗn hợp xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15-16. Khiên hình tròn kèm một chiếc gai nhọn. Cuối cùng anh còn chu đáo làm thêm phần bảo vệ tay. Michael chọn cách đơn giản hơn, tuy không đạt được hiệu quả mong muốn nhưng vẫn phù hợp tiêu chuẩn. Tiếp theo đây sẽ là phần thử vũ khí. Đầu tiên là thử sức mạnh. Người lên thớt trước là Ilya, giám khảo dùng cung chữ thập bắn 3 mũi. Tuy có thể nhìn ra vết của mũi tên trên khiên nhưng khả năng phòng ngự khá ổn. Sau đó là Michael, giám khảo cũng bắn 3 mũi tên vào khiên. Khiên của Michael cũng có dấu vết có hơi lõm vào, nhưng cũng đã vượt qua bài thử. Vòng thứ 2, thử thách tấn công. Giám khảo dùng khiên để tấn công người giả, nhìn vết thương của người giả để đánh giá khả năng tấn công. Người đầu tiên vẫn là Ilya, giám khảo đeo khiên đâm về phía người giả, hiệu quả rất tốt, có thể đâm xuyên qua giáp sắt, cảm giác ổn áp vô cùng, động tác khá mượt. Khả năng tấn công của khiên của Michael cũng không tệ, thế nhưng gai nhọn của anh không được chắc lắm. Cuối cùng sẽ dùng máy để đâm khiên vào thùng sắt để thử độ bén. Khiên của Ilya dễ dàng đâm qua thùng sắt, gai nhọn không bị sao cả. Tuy khiên của Michael hơi chậm nhưng cũng đâm qua được thùng sắt, gai nhọn không bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc hồi hộp đến rồi, ai lấy được 10.000 đây? Giám khảo thấy phần bảo vệ tay của Ilya hơi thừa, còn về tổng thể thì khá ổn. Khiên của Michael có rất nhiều chi tiết cần cải tiến. Cuối cùng vì khả năng tổng thể của khiên kém hơn, nên Ilya giành được phần thắng, lấy được 10.000 đô.